Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đào cây ta đào cây ta đào cây đó. Hôm nay mình là một cô gái rất dễ thương, một cô gái tiền phương rất đáng yêu, thấy không? Hôm nay là chặt cây chặt đồ đó, về nhà để gọi là nấu cơm nấu đồ, mọi người thấy không? Trời ơi, tôi đáng yêu dễ sợ, bạn thấy Sam đáng yêu. Đừng quên comment phía dưới cho tôi biết nha. Trời ơi, đang nói chuyện mà ai cười vô gì vậy? Hu, ai? Trời đất ơi, hãy nhìn cô gái xám như cục than đầu kia đang cô đơn chặt cây một mình kìa. Tài 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 tài. Tay dây đâu mất teo rồi. Trời ơi, bỏ ngươi đi mình rồi đúng không á? Trời ơi, cái bà nội đúng vô duyên. Tự nhiên ta đi một mình là có chuyện người ta cô đơn đè nha. Tôi hôm nay tôi đi chặt cây một mình, còn Phong tưởng ở nhà nút cơm với tôi ăn. Thấy chưa, thấy tình cảm chưa bà kia? Mà không phải là tôi cô đơn nha, tôi còn có hero team thương yêu tôi đó nha. Chứ phải mỗi mình Phong cẩn đó nha. Kìa, bà mới là cô đơn như bà nội. Trời ơi, chê người ta kìa. Ui lê 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 lê. Cái gì cơ, ta mà cô đơn à? Chứ sao? Bảo gì cơ? Ngươi và tất cả mọi người trong hai team được yêu quý ngươi và kể cả Phong cận sao? Ủa chứ sao, nghĩ sao vậy? Trời ơi, hai team tôi là một gia đình rất là dễ thương, đáng yêu, ai cũng yêu thương nhau, mà yêu thương nhất là tôi luôn á, nghĩ sao vậy? Ôi chưa hả? Chắc hả? Nào là chắc chắn là hai team sẽ yêu thương ngươi không, hay họ chỉ đang giả vờ như yêu thương ngươi thôi? Ủa trời trời trời, cái bà kia ăn bậy đó, đừng có nói bậy nha. Tự nhiên nói câu gì kỳ vậy? Hero team mà người ta thương thật lòng cho ai mà thương giả trời ơi. Nếu có dám chứng minh không hả? Chứng minh hả? Ủa ý ngươi là bảo chứng minh làm sao để cho gọi là biết là chứng minh để là hero team thương ai thật lòng hả? Ủa giờ chứng minh sao? Thì bây giờ ngươi hãy nói với tất cả thành viên trong hero team, đó chính là tôi sẽ rời khỏi team này. Rồi. Team để coi có ai gọi là khóc sướt mướt hay là mặc kệ ngươi khi ngươi rời khỏi team á. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà chơi xúc điện vậy bà nội? Thôi trời, chơi mà chơi rời team luôn hả? Thôi thử lòng dữ vậy. Ủa đây là thử lòng chứ ai, chứ nói yêu thương bằng mồm làm sao biết là yêu thật không hay là chỉ đang nói xạo. Có dám chơi không? Thì trời ơi, chơi trời, ta chắc chắn mấy là mọi người là heo team khóc sức mất khi mà ta gọi là gì ta, ta rời team luôn. Vậy hả? Vậy thì chúc ngươi thành công nha. Trời ơi trời, cái bà này đúng không? Ủa đâu rồi? Ê cái bà kia đâu rồi? Tự nhiên nói chuyện ngang nhiên xong biến mất không mọi người. Mà cũng đúng ha. Tính ra là từ trước giờ mình chưa bao giờ thử lòng mọi người luôn á. Không biết mọi người có thương mình thật lòng không ta? Thôi chắc chắn là mọi người sẽ thương mình thật lòng. Bây giờ mình sẽ về làng, mình thử lòng rời khỏi tim ngoài. Chắc chắn là mọi người sẽ khóc sức mất và chứng minh cho bà Bùi Tiểu Hành nhất là người là hero team rất thương mình. Nghĩ sao mà hero team không thương tôi vậy? Không, tôi về tôi thử lòng thật nè. Giờ sao ta? Trời ơi, cái bà Bùi Tiểu Hành nói trong cái luôn mình. Bây giờ mình suy nghĩ quá trời luôn. Bây giờ làm sao để gọi là thử lòng mọi người coi mọi người có quan tâm mình không ta? Giờ dùng cách nào để biết được là hero team có thương mình thật lòng, có quan tâm mình thật lòng không nhỉ? Để xem coi. Có cách rồi, trời ơi, cái não nhảy số nhanh dễ sợ. Mình sẽ nhờ Mr. Dịch đó trong cái vụ troll lần này để coi mọi người thương mình thật lòng hay không. Đó rồi. Rồi, anh Dịch ơi, anh Mr. Dịch được. Anh ơi, trời ơi, anh mà không ra là em đập cửa nha. 1, 2, 3 rồi đập cửa. Đập. Anh ơi. Buổi sáng em đi câu cá về cho má nó chùa. Đi đi. Trời ơi trời, ủa anh phải Mr. Dịch không sao mặc váy mặc đồ vậy? Anh nào đây? Trời ơi, hôm nay anh đang làm nữ công ở cái nhầm gì? Nam công gia chánh. Trời ơi, nam công mà mặc đầm chi vậy anh ơi? Lột ra anh ơi, ghê quá. Bây giờ em đang nhờ chuyện quan trọng, đồng trọng sự nè anh ơi. Thôi giục đi, giục đi. Người ta mặc gì kệ người ta đi, qua đây body xem xung chi vậy? Mệt ghê luôn á. Hôm nay em cần anh là người duy nhất giúp em hiểu không? Để có thể gọi là hoàn thành cái vụ chôn lần này cho hero team. Hôm nay em cần nhờ anh á. Đó, được không, được không? Chịu không? Chôn hero team. Đúng rồi, trời ơi, chỉ có anh mới giúp được em, không ai giúp được em luôn á. Được không anh? Em nhờ anh đi chôn hero team. Đúng rồi, nhờ anh là uy lực chứ không là anh là trưởng team mà. Bây giờ em phải nhờ anh chuyện này và anh giúp em được không? Được không? Hay được quá. Cái gì? Vô đồ anh tiếp. Trời ơi trời, cái gì vậy? Em đang nhờ anh mà. Dịch ơi, Dịch, trời ơi, ra đây Dịch ơi, Dịch. Trời ơi, đây. Em biết không? Hôm bữa nha, anh chôn bà cao mua cái mém bà đốt nhà anh luôn rồi. Giờ em rồi. Dù anh đi chôn nữa đâu ngu vậy? Trời ơi, thôi bây giờ anh giúp em đi rồi em cho anh cái này hay lắm nè, được không?
bây giờ được bên chắc ăn không? Bây giờ đâu, bây... không 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 anh thì anh không cần xin em gì hết á. Anh thì dạo này anh đang hơi thiếu thốn, ước gì có người mua cho mình cái dàn máy tính 300 củ ta. Trời ơi, làm như tôi giàu lắm mà nghèo cũng gọi là nhất nhì đâu. Đồ ăn tiếp. Anh bây giờ em chọn cái này hay hơn cái kia nữa, được không? Cái gì? Bây giờ mà anh mất tờ dịch mà giúp em ha, em sẽ kêu bạn fan qua subscribe kênh anh nè, qua like kênh anh nè, cho kênh anh thành 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu luôn á, 10 triệu subscribe luôn, được không? Chịu không? 10 triệu subscribe luôn. Ừ. 10 triệu subscribe là có cái nút kim cương luôn đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh giúp em cái là anh cho. Tiền của em đừng có ai đưa. Thả. Đừng có ai đưa. Bây giờ em nhờ anh này nè, bây giờ em nhờ anh nói với Hero Team rằng là em bị đuổi khỏi Hero Team. Đúng rồi, anh sẽ nói với em. Ủa gì? Thật? Thật? Mình ra đâu vậy? Lạnh rồi, bị đuổi khỏi team chứ vậy? Trời ơi, em đang muốn thử lòng Hero Team coi mọi người có thương em thật lòng không. Tự nhiên sáng nay em gọi là suy nghĩ vu vơ dại khờ, không biết là Hero Team có thương em thật lòng. Bây giờ em nhờ anh thôi đó. Anh là người duy nhất rồi có uy lực nhất. Anh nói là em bị đuổi khỏi Hero Team vì cái gì đó, hiểu không? Tùy anh, được không? Được không? Chịu không? Chịu không? Đi. Trời ơi, giờ mà đuổi Sammy được cái nút kim cương. Ok, đuổi liền đi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, em không, trời ơi, trời, tôi không bằng cái nút kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ xem coi Hero Team có thương mình thật lòng nha. Ok, let's go, let's go. Mọi người yêu cầu đứng lên. Nghiêm túc, nghiêm túc. 1, 2, 3, 4. Cậu không cần kia, đứng lên. Trời ơi, ta đang quan trọng hơn. Mọi người tập trung. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái thông báo cực kỳ đặc biệt. Đó chính là trong thời gian vừa qua, tôi thấy cô Sammy Đào làm ăn nhất là vớ vẩn. Quay video YouTube gì mà số lượng like nhiều hơn dislike. Đáng nhẽ nhờ hot trend là dislike và nhiều hơn like chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi lại còn thấy cô Sammy Đào này càng ngày càng nổi tiếng hơn, khiến cho chúng tôi trở nên vô cùng rắc rối, cảm thấy rất là phiền phức. Nên tôi quyết định là sẽ giải quyết những cái hậu quả mà cô Sammy Đào để lại bằng cách bây giờ từ nay hai đội team chỉ còn lại 7 người và gồm thêm một bé mưa nữa. Bé mưa chính thức thành viên của đội team. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Để em gì giờ đây gì? Anh có thần kinh đúng không? Anh bị thần kinh đúng không? Trời ơi, cái gì vậy Mâu? Làm gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, con mắt kìa. Không à, không à, bây giờ ấy, nếu mà không yêu người này thì mình còn có người khác. Trời ơi, cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Cái gì cây vậy? Thôi, anh đâu quá. Anh đuổi Sam đi vậy chả khác nào anh đuổi em luôn ấy. Bây giờ chúng ta hãy tặng món quà cuối cùng cho Sammy trước khi Sammy đi đi nào. Mọi người hãy bình tĩnh để em nói lời cuối cùng trước khi chia ra mọi người. Gì vậy anh? Cho em đi vào phòng nhảy quá trời. Trời ơi, tôi biết mà. Trời đất ơi. Thấy chưa? Ông đâu có buồn gì tôi đâu. Tôi bị rời tay mà còn nhảy như vậy lâm ba đa luôn á trời. Ủa gì đây? Tôi buồn cái nỗi tôi không biết là anh biết em thích kim cương đó là anh tặng em món quà cuối cùng. Cảm ơn anh chứ. Thôi mọi người bình tĩnh, mọi người nghe tôi nói nè, mọi người xuống đây tập trung nghe tôi nói lần cuối trước khi tôi đi nè. Tôi biết đây là một tin cực kỳ sốc đối với mọi người. Phong ơi xuống kia đâu rồi, trời người ta đang tâm sự xuống kia. Xuống này. Buồn quá, buồn quá. Trời ơi xuống kia kìa. Phong ơi xuống kia kìa. Nước mắt bị thành kim cương là mọi người. Phong ơi không cái gì em. Đây mọi người ơi, em biết là tin này rất là sốc đối với mọi người, nhưng mà tại vì dịch nó không còn gọi là cảm giác em không còn gọi là hợp lý trong cái team này nữa, nên em quyết định phải rời team thôi. Tại đây là quyết định của dịch đúng không? Rồi rồi rồi. Nhân danh bạn yêu là mình tuyên bố là mình không muốn bạn đuổi Sam nha. Bạn không được phép đuổi Sam nha. Vì tương lai của tập thể này nên Sam à, em đi đi. Em cứ đi đi. Ok mọi người, thì mình đã đột nhập lại cái làng của mình rồi mọi người. Đó, tôi đứng đây, tôi phải đứng mé mé, lỡ mọi người thấy tôi sao đó. Bây giờ mới vào xem thử quay từng người reaction, từng người xem mọi người có buồn khi mà tôi rời khỏi làng không nha. Nhưng mà chắc chắn mà phải dùng cái cách này mọi người, không thể nào mà tôi mà đi đứng yên ngang mọi người sẽ thấy tôi mất. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này. Đây, tèn, tèn, tèn. Thuốc tà
tàng hình. Đó, tôi sẽ tàng hình để tôi xem coi mọi người như thế nào nha. Ok, uống thuốc nè. Đâu, trời ơi, giật giật. Ai, ai, trời ơi, cái thuốc tàng hình ở đâu, dễ sợ luôn à. Ui, 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 trời ơi, tàng hình rồi nó còn giật cái mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, cái thuốc tàng hình gì đâu mà dỗm, dễ sợ. Lần sau không có mua thuốc đâu mọi người ơi. Trời ơi, ui, hết giật chưa. Trời ơi, trời ơi, ai, ai da, ui da, ui da. Trời ơi, đừng có giật nữa mà, xong chưa. Ôi, ôi trời ơi, hết giật rồi rồi. Bây giờ tôi đã tàn hình rồi, trong suốt rồi. Bây giờ tôi sẽ qua nhà từng người để xem coi. Bây giờ qua nhà ai ta? Đó, rồi, qua nhà ca mui thử xem coi ca mui có buồn gì tôi không. Đó là qua mui rồi. Ủa, trời, trời, trời. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ông ơi, đứng ở trên cao mà khóc xuống như cái thác nước này mọi người nhìn nè. Trời ơi, từ từ. Trời ơi, như cái thác nước nó nhỏ lên đây luôn trời, mà khóc thành một dòng sông luôn. Trời ơi, chị tôi thương tôi vậy luôn á trời, sao tôi biết ta. Trời ơi, sao mà dễ thương quá à, sao anh đâu đánh đi rồi. Ôi, vậy tôi không vậy? Trời ơi, quay nè. Sao rồi, cảm ơn em nha, chị có nước tươi cà rốt rồi à. Trời ơi, bà nhà mình mà khóc xong rồi nước tươi cà rốt. Không có cảm nhận cảm xúc gì hết trơn luôn á chứ cái bà này. Để xem coi, nghe tới gần gần coi, coi. Sao ơi, chị đi tìm em hát cái làng này không thấy đâu. Chị đi từ nhà của Phong, xong qua nhà của Mimi, xong ra ngọn hải đăng, xong lấy cà rốt lên rồi mà cũng không thấy em ở đâu. Em ở đâu vậy, sao rồi. Tội gì mà khóc kìa, trời ơi, trời dễ thương, dễ sợ chứ hà. Nhớ tham quá à, không có sao thì làm sao con người ăn trộm gà rớt của mình. Ôi, trời, 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 trời. Ăn trộm gà rớt của mình thì làm sao mà mình đi đuổi người ta được đây trời, làm sao làm béo được đây trời. Cái gì vậy, tôi là công cụ giảm cân cho bả mọi người, trời ơi trời, tự nhiên bây giờ tự nhiên nói xấu tôi ăn cắp gà rớt của bả, tôi không ăn cắp với mọi người, trời ơi, trời dễ sợ luôn à. Nhưng mà không sao, nói chung là muối rất là dễ thương mọi người. Quay lại lý chị cho em gà ruộng gà rốt này nè. Xong rồi chị lấy giá của em tầm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kim cương rồi, không có lấy nhiều đâu. Trời ơi, kim cương này tôi đưa còn tiền bạc. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Không ngờ mua một người dễ thương như vậy mọi người. Tôi mà đi mà mua khóc thì thành sông thành suối. Trời ơi, không ngờ người chị của tôi, tôi cứ tưởng bà mua không thích tôi mà người cứ hay nói tôi này nọ. Trời ơi, trời quá ra chị ấy là một người rất tốt, là một thiên thần có cánh mọi người, luôn luôn hóng chờ ngày tôi trở về. Trời ơi, rồi thích nha mọi người ơi, thích nha. Rồi cái mua là người thương mà thật lòng nha. Rồi cái là sao, mấy người thấy mùi của chị xa á hả? Ui, đâu xa đâu. Ui, ui, trời, 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 trời ơi, trời. Ủa sao không em không đây đúng không? Đây, 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 đây. Bây giờ không biết là vô nhà ai ta, vô nhà ai ta, Siro hay là Phong Cận hay là Mẹ Simi ta, khó chọn quá. Ủa? Trời ơi, vô quá. Sao lại bỏ em đi bao ngày tháng chung. Cái tiếng gì mà thấy ghê vậy? Thôi thôi thôi, tôi đang nói chuyện mà sao ai hát thấy ghê vậy? Thôi từ từ để tôi xem coi. Sao mà sao bỏ lại, bỏ lại với em đi, sao bỏ lại. Tại sao sao bỏ đi như vậy. Trời ơi, tự nhiên tôi xem quay. Trời ơi, mình buồn quá. Trời ơi, tại sao vậy trời. Trời ơi, cái ảnh của tôi. Trong đây có 8 thành viên, mà bây giờ chỉ còn 7 thành viên thôi. Làm sao đây, nó mất đi một cái sự thiếu thốn. Đây là cái sự thiếu thốn không bao giờ chấp nhận được. Mất đi Sam rồi thì ai, ai sẽ build nhà tù đây? Ai sẽ là người để cho mình cho anh đây? Ai sẽ là chúa mẹ mẹ hội cho em đây? Trời ơi, cái gì vậy? Đây là cách mà cay thiệt sự nhớ nhung đối mình đó mọi người. Treo cạnh như thế gớm vậy, trời ơi, anh hết gớm rồi đâu. Trời ơi, mình đang treo cái ảnh này, mình đang nhìn lên mắt Sam, Sam đang nhìn lên mắt mình. Vậy luôn hả? Mắt chạm mắt hả? Sam ơi, ở nơi nào đó, nếu Sam nghe được những gì em nói, em chỉ muốn nói rằng là hãy cố gắng quay trở về nhé. Trời ơi, dễ thương quá mọi người ơi, nhưng mà mình cũng nghe trực tiếp mọi người ơi, mà tôi không ngờ cái đó điển hình này sống quá. Trời ơi trời, cái ghét, lần sau mà nhớ chạy ra điển hình nào xinh xinh chứ. Trời ơi trời, rồi ok mọi người ơi, thì đây bây giờ nhớ Sam quá, bây giờ mình phải lấy em hình chìm của Sam để treo khắp làng mới được. Trời ơi, quá đáng dễ sợ. Nhưng mà không sao, đây là cách thể hiện, gọi là cái thể hiện, gọi là tình, gọi là yêu thương dành cho mình mọi người. Trời ơi, không ngờ Karen cũng là người thương mình đó. Karen cũng là gì đó, rất là yêu quý mình mọi người ơi. Trời ơi, cảm động quá. Thôi thôi, bây giờ để qua nhà người tiếp theo nha. Chứ cái nhà này tôi thấy bất ổn mọi người, nhưng mà rất là dễ thương luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xem qua người tiếp theo của thành viên theo team là ai nha mọi người. Không chịu được nữa, phải đập nhà luôn. Trời ơi, nhớ mình chắc bị khùng luôn mọi người ơi. Trời ơi.
rồi rồi, để coi chàng tiếp theo là của ai đây. Và đặc biệt cái người mà tôi muốn xem cái phản ứng nhất trong cái heo thì đó chính là em gái tôi, mà người em gái song sinh của Jimmy. Không biết xem của là Jimmy có lại có buồn rầu vì tôi không ta. Trời ơi trời, hóng chờ mọi người ơi, các bạn hóng chờ giúp mình không, đừng quên cơm bia sao biết nha, để xem con xin làm gì ta. Ủa đang làm bánh. Ủa gì vậy, tôi bỏ làng rồi đi làm bánh là sao vậy, gì trời vậy? Rồi đã xong một cái bánh kem siêu ngon ơi là ngon luôn. Bánh kem mà ngon như thế này á, à đúng rồi, mình phải đem bánh này cho Sam ăn mới được. Ủa là sao? Okay. Trời, tôi gọi là tôi rời khoai rồi tìm mà ta. Ủa khi nào xin không nhớ ta? Thôi, để xem coi. Đây. Một trận. Trời ơi, tắt cây cái ăn cái cây ron mà người ơi. Mặt xám gì kỳ vậy? Trời ơi, ai kêu cái gì kỳ đâu kìa. Ơi, xin mời đọc đi xin, đọc đi. Trời ơi, xấu chị quá. Trời ơi, xấu xí quá. Mình phá hủy nó được. Ôi thị chưa, em gái tôi luôn muốn tôi xinh đẹp chứ bao nhiêu fan đó chưa. Thì em gái tôi dễ sợ luôn á. Thì tôi xinh đẹp vậy mà làm cái mặt xấu quá à. Thị chưa, tích quá trời luôn. Rồi để xem coi. Mất rồi, sim chắc là sim quên rồi mọi người ơi. Rồi xong, sim đau lòng lắm luôn á. Giang ơi, em có làm bánh kem siêu ngon cho chị nè. Alo, Minh Phan. Trời ơi, tôi ở đây mà tôi bị đuổi khỏi làng rồi mà. Ủa, sao mày mở cửa ra thôi em vô nha. Hello. Sam ơi, cái bánh kem nè. Chú chú. Chết rồi, chị quên rồi mọi người ơi. Mày có nhớ không ta? Ủa, sao cái nhà trống vậy ta? Không nhớ luôn, trời ơi. Khoan, hình như Sam là bị đuổi khỏi Hero Team rồi mà. Nhớ rồi. Mà tôi hôm nay phải cho nó thành công. Sam ơi, em có làm bánh kem nè. Sam ơi. Em sẽ để bánh kem ở đây, lúc nào chị về cho ăn kẹo nói nha. Trời ơi, dễ thương quá. Bộ đi chậm chậm luôn mọi người ơi. Trời ơi, em gái tôi là chắc chắn là thương tôi nhất trên cuộc đời này, không ai thương bằng luôn mà. Trời ơi trời, người sinh sống với Sam suốt 21 năm vừa qua mọi người. Ôi dễ thương quá, đau lòng quá trời đất luôn mọi người. Thôi thôi, bây giờ mình sẽ cố xem thêm qua mấy nhà có tầng heo tim là để xem quay phản ứng của mọi người như thế nào nha. Trời ơi, sao cảnh này Sam thì đau lòng quá mọi người ơi. Cho như này đau lòng quá. Tiếp theo đó chính là cái người mà cùng với cái màu sắc của Sammy Đào, cái màu đen thui thủi lui y chang Sammy Đào. Đố các bạn là ai, cho các bạn 3 giây đoán nè. 3, 2, 1. Nếu các bạn đoán Siro là chính xác luôn nha mọi người. Đây là người anh em chí cốt của mình đó, màu sắc y chang tôi luôn. Ai cũng nói là Sam là Sam xi măng, còn Rô là Rô đen thui lui. Đó, không biết là ông Rô sẽ như thế nào khi mà Sam rời Hero Team nha mọi người. Để xem coi, để em coi ông Rô là gì đây. À, đây coi. Ủa, ông lại làm gì vậy ta? Từ từ, tôi thấy ông lúc nào làm gì vậy? Ui, ủa, ông làm gì vậy? Trời. Sao này ai quay video cho mình? Trời. Ủa sao ông buồn mà sao ông nhớ từ kỹ vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, sợ nha. Trời ơi, sợ chứ. Ui, cái gì vậy? Không được. Cái gì? Mình là con trai, mình không được khóc. Đúng rồi. Bởi vì nếu mình khóc thì còn ai tin tưởng mình nữa. Mình phải mạnh mẽ. Mình phải mạnh mẽ lên thì mọi người mới nương tựa vào mình được. Mình không được yếu đuối, không được sao. Trời ơi, không ngờ Rô là một người. Cái gì vậy? Sam ơi, chào em đi rồi, Sam ơi. Em đi rồi. Sao mà tôi không nghe gì luôn. Nãy định nói là ông Sam tính mà mọi người. Cái gì vậy trời, bơi mạnh mẽ cái gì đây? Không chịu đâu, không chịu đâu. Nhìn em ơi, nhìn em ơi, chờ ở đâu luôn. Sam, Duyên ăn, chăm chỉ vậy. Mình ơi, hôm nào, đòi gì đổi Sam. Phải qua gọi cái đầu dịch mới được. Trời ơi ai chạm lên tôi dịch đâu, dịch đâu. Trời ơi giang hồ từ trường mẫu giáo luôn mọi người ơi, có thật luôn, giang hồ từ mẫu giáo cho mọi người ơi. Trời ơi ổng tôi mà tôi bị rời khỏi làng cái tim ổng qua ổng sửa dịch cái mồm. Trời ơi dịch đâu. Cái gì vậy? Trời ơi đừng đốt nha ổng ca đây. Ông ơi, tôi biểu ông gà ơi,
biết gì hết trơn nha. Ông Dịch mà biết tôi mà cho cái này mà phá nhà ông Dịch, trời ơi ông Dịch đuổi tôi thật mà ghê. Người tiếp theo mà ghê, sợ quá trời ơi, đừng có đập nhà ông đó, ông Dịch nha ơi. Để các bạn không chờ lâu thì cuối cùng chúng ta cùng đến với người cuối cùng, đó chính là Phong Cận TV. Đó, cái người các bạn chắc chắn đã không chờ luôn đúng không? Tôi cũng vậy, tôi không biết là Phong Cận có sức hay là có buồn hay là có cười hay không vì cái việc mà tôi đã rời khỏi team hero. Trời ơi, chắc đây là một cú sốc cực kỳ lớn nên sao có thể sẽ làm cho nó mạnh hơn nữa đây. Tôi có những cái đồ để tôi trang trí trong cái nhà của Sam đó, nhìn những cái nhà của Sam đã bị vứt bỏ mọi người, kiểu là không còn ai ở đó mọi người đó, chơi là chơi ác vậy luôn mọi người đó. Tôi chặn cái cửa này đó, giống kiểu là gì đó, nhà này không còn ai ở hết rồi, niêm phong nhà rồi mọi người đó, nhà này là không chủ nha, đó nhà này là nhà không có ai được ở hết rồi. Đây bây giờ mình đặt cho nó ác tí mọi người đó, đặt đây, niêm phong nhà lại, nhà này không còn ai sống nữa rồi, niêm phong vô đây rồi. Rồi ok, thêm mấy cái nè mọi người đó, rồi đặt cái này vô cho nó nhìn sang tí, cái kia nó nhìn phèn quá đó. Rồi này đó, như nhà hoang cho, giống kiểu cái nhà này cái nhà đồ bỏ mọi người, tại vì không còn ai sống nữa đúng không. Rồi đây còn cái bạn đó, cái bạn ấy bạn quyền lực nè. Rồi ok, tôi đặt đây nè. Rồi Sammy Đào đã rồi hero team đó. Đó, trời ơi, nhìn cái bảng này là chỉ có đau lòng gấp 10 lần thôi mọi người. Rồi đây, tôi tắt cái này rồi. Bây giờ đợi ông Phong Cận quay. Ông Phong Cận mà tới nhà tôi chứ, ông Phong Cận khóc 7 ngày 7 đêm luôn mọi người ơi. Mấy Phong Cận đâu ta? One hour later. Sao lâu vậy ta? Trời ơi, trời, ông Phong Cận không tới chịu tới nhà tôi luôn hả? Hay là ông không thương mình nữa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Sammy ơi. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, cái gì đây? Sammy, Sammy Đào đã rời hero team. Trời ơi, anh Dịch nhanh quá vậy, mới đó mà anh Dịch đã kêu người đến đây niêm phong nhà lại, chuẩn bị bán nhà của Sam rồi. À, không chịu. Trời ơi, nhà bán rồi. Mặc áo giáp vô, cái gì vậy? Áo giáp vô. Không làm gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Mấy con, nè, quăng bom. Ôi, súng bắn anh biết. Trời ơi. Anh Mr. Dịch, em sẽ cho anh biết tay gì đây. Đuổi Sammy đi. Trời ơi, giờ mình buồn quá, không có tâm trạng nào để gọi là đi kiếm Dịch hết. Ngày mai đi kiếm Dịch, xử Dịch, biến Dịch thành Dịch quay luôn á. Sam ơi. Trời ơi, giang hồ dễ sợ. Tôi sẽ để Sam ở đây, tôi sẽ ở đây tôi nhảy. Trời nhảy khi nào mà Sam, bây giờ thì tôi sẽ về đi. Cái gì vậy? Không muốn làm gì vậy mọi người? Sam không về đây với tôi sẽ nhảy đến khi nào mà tôi ôm như ôm nhách tôi chết luôn. Trời ơi, ông nhảy ông đỡ gì mình mọi người ơi. Để trời ơi, trời, cái con cười gì đâu mà kỳ công vậy trời. Nhưng mà không sao vậy thương mọi người ơi. Trời ơi, trời, không ngờ Phong cả cứ tương tư như vậy trời ơi. Nhưng mà sao ông kỳ không người, sao ông lại nhảy để chào mừng mình về ta. Trời ơi, trời, để tôi xem qua tôi canh thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, days later. Tôi nhảy từ bữa giờ là 2 ngày rồi đó. Sam ơi, khi nào Sam mới về? Sam đừng bỏ Phong đi. Trời ơi, trời. Bao ngày tháng bên nhau. Dễ sợ luôn mọi người ơi. Cùng nhau đắm đuối. Trời ơi, trời, ông nhảy quá trời vậy. Trời ơi, giờ ngồi xỉu luôn mọi người ơi. Trời ơi, ông nhảy đợi tôi từ tối sáng kéo dài quá trời luôn mọi người. Nhưng mà bây giờ tôi phải đợi đến sáng mai tôi mới gặp mọi người được mọi người ơi. Đó, nói chung là trời ơi, Phong Cận dễ thương quá. Trời ơi, Phong Cận yêu tôi thật là mọi người, trời, vừa yêu thương tôi mà còn nhớ nhung tôi mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay tôi là phải rang mọi bờ kè tôi ngủ rồi, đến sáng mai tôi mới gặp mọi người đó, chứ gọi là thử thách 24 giờ mọi người, chứ mới đúng thì ông từ sáng tới tối rồi. Bây giờ sao không thể nào vô nhà xem ngủ mọi người, ngủ mọi người sẽ phát hiện là hết thuốc hết tác dụng thì sao. Bây giờ tôi phải ra bờ kè bờ sông bờ suối rồi đi tìm chỗ nào mà ra ngoài biển mình ngủ mọi người ơi, chứ ngủ trong nhà là bị phát hiện. Trời ơi, trời, ok giờ tìm chỗ đi ngủ nè. Ui, có chỗ ngủ. Trời ơi, may quá. Trời ơi, lúc trước cắm trại ngoài này thôi, bây giờ ngủ tạm ngoài này chứ sao. Giờ chứ ngủ trong nhà vậy không hiện lắm mọi người ơi. Rồi thôi, bây giờ Sam đi ngủ, hẹn các bạn ngày mai nha mọi người ơi. Đây, bây giờ tôi đi ngủ nha. Rồi, đi ngủ rồi mọi người ơi. Ngầm ngầm ơi. Ây da, trời đất ơi.
ơi, ta nói ngủ ở ngoài này đúng là nó mọi người ngủ trong nhà thích hơn, nhưng mà tại vì mình đang cho mọi người mà mọi người, mình đang cho gọi là mình đang gọi là rời heo tim, bây giờ mình phải ra ngoài biển mình ngủ đó mọi người. Ôi trời ơi, nhức đầu quá, nhưng sao bây giờ là hết một ngày rồi, bây giờ mình sẽ về làng mọi người ơi, mình không có cho nữa tại vì mọi người đã thương mình thật lòng rồi. Đó. Thôi thôi, bây giờ mình để quay quay, không biết là mọi người có bất ngờ khi Sam về làng không ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn đừng quên coi mình video quay là Sam về làng mọi người bất ngờ hay không nha. Đó, mọi người thử nhiều cảm nhận nha. Rồi bây giờ mình sẽ về làng coi, để coi mọi người đang làm gì. Không biết mọi người của lớp có buồn không ta, hay là có vui khi mình về làng không ta, để coi coi. Cái gì vậy? Cái gì mà mình làm gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, làm cho chị hồi quỷ mà để cái tự của tôi đây, để cái mặt xinh đẹp, mặt hot girl không chịu để, để cái mặt đúng thế kia. Dịch ơi, dịch ơi, trời ơi, anh phải cắm nước trong anh. Cái gì vậy? Chịu tiếc thương một người đồng đội đã rời tim. Trời ơi, trời ơi, trời. Mấy bạn ơi, mình có định về làng không mọi người? Mình nhìn này mình tức có, mình đúng không về làng, mình bỏ làng thật đó mọi người ơi. Sắp đi về làng mà mình nhìn cái cảnh tượng này thì tức không? Trời ơi, mọi người đứng chơi kìa mọi người. Trời ơi, ui dạ, trộn 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 trộn. Một ngày tôi rồi làm, mọi người làm gì đây? Hả? Cài đòn á. Mọi người nhận tượng của Sam nè. Trời ơi là... Nhớ Sam quá phải. Trời ơi, người ta nhận tượng tại người ta tưởng niệm. Trời ơi trời, cái gì mà nhận tượng mà nhớ tôi vậy mọi người, nhớ bông Sam. Mọi người ơi, em có lại đem ở lại làng. Tôi không rời làng đâu, làng là ngôi nhà thứ hai của Sam. Sao không thể nào rời làng được mọi người ơi, Sam nhớ làng quá. Mệt lắm, ngủ ngoài bờ kè mệt lắm mọi người. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là mình là người cực kỳ là thương heo tim, mình là mình không thể nào sống thiếu heo tim được, mình phải trở về làng dù có bị đuổi hay không đó, dù mất tình chỉ có đuổi mình làm đó, thử thách 6 ngày sau đêm bị đuổi nhưng cũng về làng nha mọi người ơi. Đó, ok vậy mọi là... người cái gì anh, dù anh có bắt đầu em cũng không rời tim rồi đúng không, mày đi ăn ngã cả trời, mệt ghê luôn à. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ video ngăn này đâu là mình đã chứng tỏ được là heo tim cực kỳ thương mình luôn đó. Các bạn có yêu thương heo tim giống mình hay không, đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Trời, hôm nay video quá trời cảm động mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, đứng lại đó, đừng, ai bắn tôi đó, hả, ai bắn tôi rồi đó. Trời ơi trời, rồi mọi người sắp hàng đây, mọi người sắp hàng đây, sắp hàng đây, chào cho dễ tương thân tương này mọi người ơi. Đó trời ơi trời đó mọi người ơi, okay, mọi người ơi, thì mình nghĩ là video ngang này thôi, tạm biệt mọi người ở clip sau. Chị ơi đứng đây đây vậy, ủa ai giả dạng tôi vậy, ai cái gì vậy, ủa vậy mọi người. Rồi, em biết của anh Dịch, đừng có làm vậy lỡ lộ sao. Rồi, biết rồi. Rồi, thôi, ok, tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Hẹn gặp lại ai, bye bye mọi người nha. Mình rất thương heo tim, các bạn có thương heo tim hay không? Đừng quên comment bên dưới, em rất thương heo tim nha. Đó, ok, tạm biệt mọi người ở clip sau.